Tối qua, trang chủ của England Football cũng như tất cả những tờ báo lớn của nước Anh đã đồng loạt phát đi một thông tin khiến bất kỳ một cổ động viên Quỷ Đỏ nào nghe xong cũng không thể giấu nổi sự tự hào. Phải, cuối cùng thì viên ngọc quý từ lò Carrington mà họ đang sở hữu vừa được điền tên vào danh sách triệu tập đội tuyển Anh của huấn luyện viên Gareth Southgate cho đợt FIFA Day sắp tới, nơi họ sẽ có cuộc chạm trán khốc liệt với Brazil và Bỉ. Cụ thể công bố từ tờ England Football như sau: cầu thủ 18 tuổi ban đầu là thành viên của đội U21 nhưng đã được đưa vào nhóm của Gareth Southgate. Tất cả 25 cầu thủ khác đã có mặt tại St. George's Park vào thứ ba trước các trận đấu quốc tế gặp Brazil và Bỉ sắp tới. Tiền vệ Manu của Man United trước đây từng khoác áo đội tuyển Anh ở cấp độ U17 cho đến U19. Phát biểu trên sóng truyền thông, tiền vệ sinh năm 2005 tiết lộ: "Tôi đang tập trung cùng đội U21 thì nhận được tin nhắn từ trợ lý của đội tuyển Anh. Ông Steve Holland bảo tôi đến gặp ông tại quầy lễ tân. Ông ấy sau đó thông báo rằng tôi đã được gọi lên tuyển. Tôi không nghĩ là mình sẽ chìm đắm trong niềm vinh dự ấy. Nhưng giờ đây tôi cảm thấy bản thân đang rất phấn khích. Gia đình tôi thì cũng đang náo nhiệt vì điều đó." Đồng thời, trên trang Instagram cá nhân, Kobe Mino đã đăng tải bức ảnh bản thân khoác lên mình chiếc áo khoác của Tam Sư, đứng trước logo của đội với một nụ cười đong đầy sự tự hào cùng một dòng trạng thái: "Thật vinh dự khi có lần đầu tiên được triệu tập vào đội hình cấp độ cao nhất." Đây được cho là bước đột phá ấn tượng đối với Mino. Anh đã từng là thành viên của đội U17 và U19. Mặc dù vì các vấn đề khác nhau, Mino không nằm trong danh sách những cái tên đã cùng U21 Anh bước lên ngôi vị cao nhất ở U21 Euro 2023. Nhưng giờ đây, anh thậm chí còn không cần chơi cho U21, mà trước mắt Mino đang là một cơ hội để có lần đầu tiên ra mắt đội tuyển quốc gia. Trên thực tế, không có bất kỳ chấn thương nào được báo cáo ở trại tập trung của cao thủ của đội tuyển Anh, và điều đó đồng nghĩa Mino không hề được gọi để thay thế cho ai cả. Mà thay vào đó, anh chính là cái tên thứ 26 mà Gareth Southgate quyết định đặt bút điền vào danh sách của mình sau khi đã suy đi tính lại tất cả những phương án mà mình đang có ở trong tay. Trước đó, việc không triệu tập Kobe Mino của vị chiến lược gia này đã tạo nên không ít những làn sóng trái chiều. Có nhiều ý kiến cho rằng Mino xứng đáng với một suất đăng ký hơn là những Jordan Henderson, người mới chỉ trở lại châu Âu sau khoảng thời gian ngắn du hành tại Trung Đông, hay Conor Gallagher, người vẫn đang bị cuốn vào vòng xoáy lận đận cùng Chelsea. Còn về Mino, kể từ lần đầu tiên đá chính ở Premier League mùa này trong chiến thắng 3-0 trước Everton vào tháng 11, anh đã giành được không ít lời ngợi khen từ các người hâm mộ. Anh đã giành được không ít lời ngợi khen đến từ người hâm mộ, đồng nghiệp và cả các chuyên gia. Sự xuất hiện của Mino như là một chiếc chìa khóa để Ten Hag giải quyết được những vấn đề cấp bách ở khu trung tuyến. Không phải nhạc trưởng Bruno Fernandes, ngôi sao này đã được xếp vào hàng đẳng cấp thế giới Casemiro, hay tân binh mang nhiều niềm kỳ vọng Mason Mount. Chính Kobe Mino mới là cái tên đã gồng gánh cả tuyến tiền vệ của nửa đỏ thành Manchester trong suốt thời gian qua bằng liên tiếp những màn trình diễn thượng hạng. Thậm chí, anh còn khiến những cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn như Christian Eriksen phải ra rìa. Anh thật sự đã mang đến sự khác biệt không hề nhỏ tại nhà hát của những giấc mơ. Thi đấu ở vai trò một số 6, vừa phải trực tiếp tham gia các hoạt động phòng ngự, vừa đóng nhiệm vụ khởi nguồn cho các đợt lên bóng, cũng như thoát khỏi sự vây bắt quyết liệt của cầu thủ đội bạn vốn đã là một trọng trách nặng nề rồi. Đằng này lại coi là đấu trường Premier League, sân chơi được xem là không nhiệt, sân chơi được xem là không liệt nhất hành tinh. Nhưng rồi cái cách mà anh vẫn luôn giữ vững phong độ của mình để đáp ứng các yêu cầu của Erik ten Hag thật đáng kinh ngạc. Dẫu cho có nhiều thời điểm Man United có để lại những màn trình diễn đáng quên như thế nào đi chăng nữa, thì công bằng mà nói, Kobe Mino chưa bao giờ khiến các cổ động viên đội nhà phải thất vọng. Anh luôn là một trong số những cầu thủ thi đấu tròn vai nhất trên sân để vượt qua những bài kiểm tra thực lực được cho là cam go nhất. Tất nhiên, với kinh nghiệm chưa được trau dồi qua nhiều năm tháng, Mino cũng có thể mắc sai lầm, chẳng hạn như tình huống để mất bóng tai hại khiến đội nhà nhận lấy bàn thua trong trận đấu với West Ham. Nhưng điều đáng nói là sau sai lầm, Kobe Mino vẫn có thể đứng lên một cách mạnh mẽ. Anh đã chứng tỏ rằng bản thân đã biết cách để vượt qua được những áp lực và cả chỉ trích để nỗ lực và trở lại với đúng đà phát triển. Ngay cả huấn luyện viên Gareth Southgate cũng nhận thấy tiềm năng của Mino. Phát biểu với quyết định ban đầu loại Mino khỏi đội, nhà cầm quân người Anh chia sẻ: "Tôi nghĩ Kobe đang thể hiện một cách xuất sắc với tư cách là một cầu thủ trẻ. Chúng tôi không bao giờ chậm trễ trong việc đưa cầu thủ trẻ lên đội một cả. Nhưng cậu ấy chỉ mới đá một vài trận. Bạn cần phải cẩn trọng trong việc đưa ra những quyết định đó vào đúng thời điểm, và lý tưởng nhất là chúng tôi nên cho cậu ấy không gian và thời gian để bồi dưỡng thêm tài năng của chính mình."
Cậu ấy không sở hữu nhiều trận đấu như Jude Bellingham hay Bukayo Saka khi họ mới đến. Nhưng tôi nhấn mạnh lại là cậu ấy đang chơi rất tốt, đang có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Man United và có vẻ như cũng có một tính cách tốt để có thể phát triển hơn nữa. Song nhiều người cho rằng Southgate chỉ đang cố vịn vào một cái cớ để từ chối triệu tập Kobbie Mainoo. Nhưng trên thực tế thì quan điểm đó vẫn có giá trị tham khảo. Trong lần đầu tiên Saka đặt chân vào đại bản doanh của đội tuyển Anh thì anh cũng đã tích cóp được 2 mùa giải ra sân chơi cho Arsenal. Còn về phần Jude Bellingham, dù anh mới chỉ 17 tuổi trong lần đầu tiên ra mắt, nhưng công bằng mà nói thì anh cũng đã có khá kinh nghiệm trận mạc. Hơn hết, giai đoạn tập trung tháng 3 này được xem là cơ hội cuối cùng để Gareth Southgate rà soát lại đội hình của mình trước khi cùng nhau bước chân lên đoàn tàu đến Euro 2024. Đồng nghĩa ông không còn quá nhiều thời gian để liều lĩnh với các phương án mới. Và rồi sự kỹ lưỡng cẩn trọng đến mức bảo thủ đó của Southgate lại một lần nữa biến ông trở thành tâm điểm của các đợt chỉ trích. Chỉ vài giờ sau khi Mainoo không có tên trong danh sách, đã có không ít người đứng lên thay mặt anh đòi lại công bằng trên khắp các phương tiện truyền thông. Đỉnh điểm là trong trận đại chiến với Liverpool tại tứ kết FA Cup, nơi mà Kobbie Mainoo đã khiến tất cả phải ngả mũ thán phục với những bước chạy đầy mê mẩn của mình. Ở giữa chiến thắng đầy kịch tính ấy thì Kobbie Mainoo chính là một đốm sáng chói lọi. Trong suốt thời gian có mặt trên sân, tiền vệ này có 100% phạt qua người thành công, 57 lần chạm bóng, 6 trong số đó là vòng cấm đối phương. Ngoài ra anh còn đóng góp 2 pha đánh chặn, 7 trên 10 tình huống tranh chấp thành công và tạo ra một cơ hội rõ nét. Chẳng ai có thể ngờ được một cầu thủ thậm chí còn chưa đầy 19 tuổi như thế lại tỏ ra không hề sợ hãi trong một trận cầu lớn. Mainoo thi đấu như thế là anh đã quá quen với bầu không khí cuồng nhiệt như vậy và đạt được một sự tự tin tuyệt đối. Màn trình diễn thượng hạng của Mainoo không chỉ khiến Ten Hag hài lòng mà ngay cả vị thuyền trưởng bên kia chiến tuyến cũng bận tâm. Tờ ABA Football cho biết Klopp đã không tiếc một cái vỗ tay dành cho Mainoo như một lời tán dương cho tài năng của ngôi sao này. Nhưng giờ đây dường như Gareth Southgate đã nghe được tất cả lời thỉnh cầu của các cổ viên, cũng như chính ông đã bị thuyết phục bởi màn tỏa sáng vừa rồi của Mainoo để đưa ra quyết định cuối cùng rằng chàng trai này sẽ là một trong 26 cái tên mà ông sẽ sử dụng trong đợt triệu tập tháng 3. Dẫu biết rằng đăng ký vào danh sách là một chuyện, còn có được trao cơ hội ra sân hay không lại là một câu chuyện rất khác. Nhưng hãy nhìn vào tình hình tuyến giữa của đội tuyển Anh ở thời điểm hiện tại. Trong khi Declan Rice và Jude Bellingham gần như đã chắc một suất trong đội hình chính thức, thì vẫn còn đó một vị trí để những người còn lại cạnh tranh nhau một cách quyết liệt, bao gồm Conor Gallagher, Mason Mount người vừa trở lại sau chấn thương, Calvin Phillips, một cận thần vừa bị Southgate thẳng tay loại bỏ, thậm chí đó có thể còn là Trent Alexander-Arnold, cầu thủ sẽ vắng mặt trong đợt này vì chấn thương. Đây đều là những cái tên sừng sỏ mà Mainoo cần phải đối đầu trong thang đo độ tin cậy của ông thầy đồng hương. Song vẫn có nhiều cơ sở để tin rằng anh sẽ là cái tên phù hợp mà Southgate đang tìm kiếm. Mainoo đã tỏ ra rất thành thạo khi chơi ở cả vai trò cầm trịch lẫn box to box, nhưng nếu để so sánh, có thể nói là màn trình diễn tốt nhất của anh lại đến từ những vị trí sâu hơn trong hàng tiền vệ, một yếu tố rất phù hợp với nhu cầu của đội tuyển Anh. Jude Bellingham đã phát triển mạnh mẽ ở vị trí số 10, còn Declan Rice thì cũng đang cho thấy sự xuất sắc khi được tự do di chuyển, và vai trò của một số 6 luôn là thứ mà đội tuyển Anh phải vật lộn trong suốt nhiều năm qua. Có chăng điều khiến Southgate khó xử nhất là ông đã đánh mất đi cơ hội để kiểm tra Alexander-Arnold ở vị trí tương tự, nhưng điều đó đồng nghĩa rằng cánh cửa cơ hội đã được mở toang cho Mainoo. Chắc chắn rồi, hai trận đấu sắp tới sẽ là lúc để Mainoo thể hiện bản thân. Điều mà anh cần làm nhất vào lúc này đó chính là tận dụng triệt để từng phút giây được xuất hiện trên sân để gây chú ý với Gareth Southgate. Và biết đâu, không chỉ ở đợt triệu tập này mà Kobbie Mainoo còn có thể cầm lấy cả chiếc vé để đến Đức vào mùa hè năm nay.